Thưa quý khán giả và các đồng chí, khu vực ABA, nơi đội công binh số 1 Việt Nam đang đóng quân, hiện đang bước vào mùa khô. Đây là thời điểm thuận lợi để các thành viên trong đội khắc phục, tôn tạo và xây mới các tuyến đường trước khi mùa mưa tới. Đội công binh số 1 được giao nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt cho tuyến đường phân khu Bắc dài hơn 40 km. Sau mùa mưa vừa qua, sạt lở ngập lụt là tình trạng chung của nhiều phân đoạn trên tuyến đường huyết mạch này. Sau gần một tháng thi công, đội đã đào đắp vận chuyển hơn 90.000 mét khối đất, sửa chữa nâng cấp khắc phục 15 điểm đường bị sạt lở, ngập lụt, lầy lội, sửa chữa lắp đặt thay thế 8 cống tràn thoát nước. Đội cũng đã nâng cấp tôn tạo hàng trăm nghìn mét khối đất để nâng cốt nền và mở rộng toàn bộ tuyến đường. Đội công binh số 1 Việt Nam còn được chỉ huy phái bộ UNISPA tin tưởng giao mở mới 15 tuyến đường tuần tra xuyên rừng với tổng chiều dài là hơn 280 km. Đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh an toàn, thông thương hàng hóa của không chỉ lực lượng gìn giữ Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISPA mà còn của toàn bộ người dân khu vực ABA.